Hello, xin chào các bạn, mình là Zoe đây và hôm nay cái video này sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để biết được là bàn tay mình dài bao nhiêu và cái kiểu cầm chuột nào phù hợp với mình hoặc là mình đang cầm cái kiểu cầm chuột như thế nào. Thì trước tiên mình sẽ cần một cái thước mà bây giờ mình không có cái thước ở đây. Thì để mà đo được cái bàn tay của mình á thì bạn sẽ đo từ cái ngón giữa này, cái ngón giữa tới cái phần này của tay. Đó là chiều dài của tay. Và cái phần mà chiều ngang á, thì bạn đo từ đây ngang qua, nó sẽ ra được một cái chiều dài và chiều rộng của tay. Còn về cái cách cầm chuột á, thì đây là cái con chuột Logitech dán đối xứng đi, thì sẽ có những cái kiểu cầm chuột như sau. Đây là claw, claw grip. Claw thì nó sẽ như thế này nè, bạn bấu với con chuột giống như là bạn kiểu bạn bấu giống như này, như cái bộ móng á. Đó, bạn bấu như thế này, bạn bấm bạn chơi game. Còn palm là như thế nào? Palm là con chuột nằm im ở đây, cái tay, nguyên cái bàn tay của bạn áp lên con chuột giống như thế này. Hai cái ngón tay, những cái ngón tay của bạn nó thả lỏng ra thì sẽ gọi là palm. Palm thì nguyên một cái lòng bàn tay của bạn sẽ áp vô con chuột, áp vô cái đít chuột như vậy thì đây là gọi là palm. Còn palm claw là gì? Palm claw là đây. Đây là palm claw. Claw thì bạn thấy là nó có cái lỗ hổng ở ngay cái phần bàn tay nè, ở ngay cái phần trong bàn tay. Thì palm claw sẽ là cái phần này của bàn tay của bạn sẽ áp vào cái đít chuột và cái ngón tay của bạn sẽ bấu vào con chuột giống như thế này. Đấy, đây là palm claw. Còn fingertip là gì? Fingertip là khi mà nó giống như palm vậy đó, nhưng mà bạn chừa ra một khúc ở giữa như thế này để mà bạn cầm con chuột, để mà bạn có thể ví dụ như lên xuống ghi tâm đồ đó, thì bạn sẽ ghi bằng những cái ngón tay của mình. Bạn nào thấy giống cái kiểu cầm chuột của mình không? Đó, khi mà bạn ghi tâm, bạn bắn bằng ghi tâm thì bạn sẽ này micro giống như này. Đấy, thì đó là những cái kiểu cầm chuột mà có là những cái kiểu cầm chuột mà mình thấy là nó gọi là thấy nó phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại. Thì đó, đây là cái video mà để hướng dẫn cho các bạn cách cầm chuột. Thì các bạn để mà lựa chọn được một cái con chuột phù hợp với mình á, thì các bạn hãy xem, hãy quan đặc biệt xem trọng cái dáng của con chuột. Thì các bạn thấy á, là cái dáng của con chuột này nó rất là an toàn luôn, dành cho tất cả mọi cái kiểu cầm chuột. Thì palm cũng được, claw cũng được, nhưng riêng cái con chuột mờ này thì bạn thấy cái đít của nó không? Cái phần đít của nó trồi lên rất là nhiều, cho nên là cái con chuột này á, bạn palm, khi mà bạn palm xuống á, nguyên một cái lỗ hổng ở đây. So với cái con chuột này bạn palm á, nó ít cái lỗ hổng lắm. Thì con này á, đối với mình thì nó sẽ chỉ phù hợp với fingertip. Một là fingertip, hai là claw thôi. Palm claw cũng được, tại vì chỉ có cái phần này của chuột nó dính với cái bàn tay của bạn thôi. Bạn sẽ claw như thế này, bắn cái thứ. Đó, đó là palm claw. Đó là về cái con chuột này. Còn cái con chuột này thì bạn muốn cầm kiểu gì cũng được. Bạn muốn cầm dây cũng được, bạn bấm ở đây cũng được. Tại vì cái click của nó nảy lắm, nó nhạy lắm. Bạn cầm gì bạn chơi game cũng được nè. Nếu mà bạn không chơi game mà không bấm cái nút không á, bạn cầm gì bạn chơi cũng được nữa. Đấy, bạn cầm gì bạn chơi thì nhìn nó vui tươi á, nó cũng vui tươi á. Hoặc là bạn cầm gì bạn chơi cũng được. Đấy, hoặc là bạn cầm gì bạn chơi cũng được. Hoặc là bạn cầm gì bạn chơi cũng được. Đó, hoặc là bạn gì bạn chơi cũng được nè. Đó, bạn gì bạn chơi. Cái con chuột nó vẫn duy nha. nhưng mà nó không có được tuyệt đối, gọi là cái sự chính xác của nó không được tuyệt đối thôi. Đấy, đó là video mà mình hướng dẫn về cái cách cầm chuột, cái kiểu chuột của mình. À, quên chỉ cho các bạn hướng dẫn làm thế nào để biết cái con chuột nó có phù hợp với mình không, cái chiều dài, cả chiều dài và chiều rộng. Thì khi mà bạn để ngón giữa của mình như thế này nè, đó, bạn áp vô cái phần đít của con chuột, bạn áp vô du góc như thế này nè, bạn thấy là mình nó còn dư ra của mình khoảng chừng đâu một xăng rưỡi. Thì con chuột này khá dài so với mình, nhưng mà khi mà mình đến cái con mà MM711 này nè, thì mình áp tay vô á thì nó gần như là bằng với cái ngón tay của mình luôn, cho nên là mình rất là cảm thấy rất là phù hợp. Còn cái phần mà chiều rộng của cái này nè, thì bạn sử dụng ba ngón tay của mình nè, bạn áp vô, bạn thấy cái này nó còn vẫn còn áp vô con chuột, bạn thấy nó vẫn còn quá rộng đúng không? Nhưng mà không sao, tại vì cái chiều rộng của cái con chuột này nó vừa phải. Còn khi mà mình áp cái tay vô cái con MM này nè, nó cũng giống như con GPX thôi, nhưng mà
đó, tại vì nó nhỏ, với lại con này cái phần chiều rộng của nó dày lắm, cho nên là nó vừa nhỏ mà nó vừa dày kiểu kiểu sao á. Nhưng mà mình thấy là con này cái phần chiều rộng của nó còn ít, nó còn bé hơn cái con này nữa. Vậy thì đó, đây là cái video của mình và cảm ơn các bạn đã xem. Hy vọng là các bạn có thể biết được rằng mình đang cầm cái kiểu cầm chuột như thế nào và từ đó tìm cho mình một cái con chuột phù hợp với mình hơn, phù hợp với cái bàn tay, cái size của bàn tay của mình hơn. À, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà bạn thấy hay và bố thì hãy like, share và subscribe mình nhé. Thank you.